Đến với cả phần bốc thăm thứ hai thì tôi sẽ demo sơ qua cho các bạn. Đây, demo đây, các bạn thấy đấy, demo đây, bạn nào chưa biết thì các bạn xem nhá, mình sẽ có một cái danh sách này. Các bạn đang ở trên chat room này, sau đó mình bấm vào cái nút để mà nó quay, kéo số. Chiu. Vâng, kéo số. Kéo số, kéo số, kéo số. Đây rồi. Charlie Brown. Vâng, như vậy là các bạn có thể hiểu đơn giản là cứ quay trúng tên ai thì người đấy sẽ có cơ hội để có thể là giành được giải thưởng của ban tổ chức. Tuy nhiên là giải thưởng này để giành được thì các bạn cần phải làm hai bước, một là like fanpage và bước thứ hai là share cái tấm ảnh của chương trình, đúng không ạ? Thời điểm này thì đã có khá nhiều bạn đã có kinh nghiệm rồi trong việc share rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nếu như bạn nào có bạn nào thắc mắc không ạ? Trước khi bắt đầu mình sẽ phải nói trước, có bạn nào thắc mắc không ạ? Nếu như là bạn nào mà sợ bị lag chat thì mình đề nghị là các bạn vào trong cái chat room này nhá. Cái link mà mình vừa gửi ấy, nó sẽ có cả kênh stream, cả chat room của Talk và thêm cả một cái backup ở ngay bên cạnh nữa. Cái chat của Thích backup ngay bên cạnh nữa. Bạn nào có account Thích thì các bạn nên đăng nhập trước đi. Trường hợp mà Talk mà bị lag thì các bạn chat ở bên Thích cũng được. Mình nhận thông tin từ cả hai kênh. Nếu như bạn nào mà muốn chắc ăn, đúng không ạ? Chắc cú một tí. Và nếu như không có bạn nào thắc mắc nữa thì mình sẽ bắt đầu đến cả phần chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, tôi nhìn thấy anh VKKL đang ở cuối danh sách rồi. Giờ thì bắt đầu nhá. Không có ai thắc mắc gì đúng không ạ? Giờ là bắt đầu màn quay của lần thứ hai. Sẽ người chiến thắng, người may mắn trong vòng quay này sẽ nhận được tấm thẻ giảm giá của Grand NF Store. Chúng ta bắt đầu ạ. Chu. Sẽ là ai đây? Sẽ là ai đây? Sẽ là ai đây? Gà con lon ton kìa. Úi giời ơi, gà con lon ton. Bạn gà con đen vãi. Bạn gà con đen vãi. Tôi thấy nó dừng lại ở gà con rồi. Tôi tưởng là nó vào gà con rồi. Thế mà nó lại nhảy phát nữa. Vâng, và bây giờ thì bạn bạn Pan Đắc đâu ạ? Bạn Pan Đắc 1988 đâu ạ? Tìm tèo check lại cho tôi xem bạn Pan Đắc có trên chat room không ạ? Vâng, nếu không có trên chat room thì chúng ta quay tiếp. Chúng ta sẽ quay tiếp mà là lượt quay thứ hai ạ. 3 2 1 ạ. Quay. Ô, gà con kìa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, bạn gà con ơi. Ơi đen nhỉ, ơi đen nhỉ. Ôi trời ơi, vâng. Bạn gà con đen vãi. Rồi, chúng ta quay tiếp lần tiếp nha. Thổn tức phết đấy. Trò này vui phết đấy thưa các bạn. Chúng ta mà có nhiều giải thưởng, nhiều những cái thẻ này thì quay đúng là cả ngày thật. Chúng ta quay tiếp lần thứ 3 nhá. 3 2 1 quay nào. Ô, ôi là thuốc lào à? Vâng. Anh VKKL đâu ạ? Anh VKKL có ở trên chat room không ạ? VKKL có trên chat room không ạ? Mình thấy lúc nãy anh ấy có mặt trên chat room rồi, không biết là bây giờ có quýt không? À, chưa xe à? Ừ đúng rồi, thuốc lào chưa xe. May quá, vâng, như vậy là chúng ta đã check xong là thuốc lào chưa xe ảnh. Vâng, vậy thì chúng ta bấm tiếp thôi. Bỏ qua anh lào thôi. Bấm này, 3, 2, 1. Chú.
Ô gà con này, ô gà con kìa. Yeah. Gà con đâu rồi? Gà con đâu rồi? Gà con vui rồi nhá. Gà con vui rồi nhá. Oh yeah. Oh yeah. Chúc mừng gà con. Vâng, đề nghị gà con gửi lại link ạ. Đề nghị gà con gửi lại link Facebook ạ, để mình có thể kiểm tra. Không, cứ vẫn phải gửi lên để các bạn khán giả kiểm tra đã nhá. Bạn này tên là gà Pông Gà đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra xem bạn này, bạn ấy đã like fanpage của cộng đồng StarCraft chưa nhá. Gà đã đây rồi, có rồi. Ngay đầu bảng luôn, bạn này vừa mới like lúc nãy. Bạn này vừa mới like lúc nãy. Rồi, như vậy là chúc mừng bạn gà. Hôm nay bạn ấy đã thoát team rất nhiều lần rồi. Trượt bốc cả ngày hôm nay đã được bốc trúng 2 lần. 2 lần ở lượt quay ở lần đầu tiên. Tức là cái lượt quay đầu tiên ấy thì đã bốc trúng hai lần rồi. Nhưng mà tại vì là xe nó muộn quá, quá gần lúc mà bốc thăm cho nên là quá gần cái lúc mà quay số nên là không được tính. Giờ lần thứ hai thì lại 2 lần suýt trúng rồi. Bây giờ lần thứ ba mới được. Và như vậy là chúc mừng bạn gà con Elon. Mình sẽ add Facebook của bạn để chiều mai thì mình sẽ gửi cho bạn ý cái thẻ của chương trình. Còn bạn nào mà vẫn thắc mà còn bạn nào mà chưa biết cách làm thế nào để có thể là tham gia chương trình thì các bạn là nên vui lòng kiểm tra lại cái link này giúp mình. Cái chương trình này thì bọn mình làm hàng ngày, tức là ví dụ như ngày nào mà có stream thì đều có chương trình này hết, đều có mấy cái này hết đấy. Hôm nào mà có chương trình cát là đều có mấy cái mấy 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 cái chương trình quay số trúng thưởng này hết, xổ số lô tô hay là xổ số kiến thiết miền Bắc này hết, cho nên các bạn nên chú ý theo dõi cập nhật thông tin ở trên fanpage cộng đồng StarCraft Việt Nam để có thể là like và share. Làm đúng theo yêu cầu của ban tổ chức thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được những cái tấm thẻ giảm giá như thế này, những phần quà của ban tổ chức ạ. Và xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và chúng tôi sẽ kết thúc chương trình của ngày hôm nay tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình thì tôi xin thay mặt cảm ơn đến các nhà tài trợ chính là đơn vị phát hành bàn phím Finco ở Việt Nam, là đơn vị có website là 01.net.vn. Ngoài ra còn các đơn vị đồng tài trợ như là Hữu Hoàng Gaming, là có website là H2 Shop đấy ạ. Nhưng mà anh này là ở ở Hà Nội chứ không phải ở Hồ Chí Minh. Anh ấy đã hỗ trợ rất nhiều cho giải đấu của chúng ta thành công tốt đẹp. Tiếp theo là đơn vị Anphat PC có website là siêu thị máy tính Anphat, đã hỗ trợ máy móc để stream và hỗ trợ địa điểm để chúng ta có thể tổ chức được giải đấu chung kết được thành công tốt đẹp ạ. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo